Nhà miền Trung nhà em hát đúng rồi. Thôi đi bắt đầu, anh bớt ngủ đi. Nghe nè em phở, nghe kỹ nha em phở. Có bao giờ anh nhớ em không? Đã bao giờ anh thương em dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Anh đã từng khóc vì em chưa? Ta chưa từng vì em là người thương. Em xin dừng để gói ghém yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Anh ơi em muốn đi cùng anh, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi. Nơi mi tất cả là sự thật, những điều đó chẳng có đâu phải không? Bên em giờ đây chẳng có ai ai trên đây. Em cứ phá nhưng anh cứ phá cũng bằng không. Anh ơi anh lạnh lắm, anh xa lắm. Cao quá hả? Giả vờ như anh thương em có được không? Cao quá hả? Có bao giờ anh nhớ em không? Đã bao giờ anh thương em dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Anh đã từng khóc vì em chưa? Chắc chưa từng vì em là người thương. Xin đừng dừng để gói ghém yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Anh ơi em muốn đi cùng anh, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi mình nghe những sự thật, những điều đó chẳng khó lòng phải không? Bên em giờ đây chẳng có ai ai tràn đầy. Em cứ vào nhưng anh đừng phá cũng bằng không. Anh ơi em hẹn lòng, anh sợ lắm khi đau lạnh về. Dạ vờ như anh thương em có được không? Bạn phở giọng tông cao muốn chết.